Hết cứu ông vua. Ngày xưa, ngày xưa, ở làng nọ có một vị thầy lang rất giỏi. Anh không những có y thuật cao cường mà còn có một tấm lòng vô cùng nhân hậu. Mẹ anh không sao, và chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc theo đơn này là khỏi thôi. Lát nữa ta sẽ bốc thuốc cho. Tôi cảm ơn thầy nhiều ạ. Hãy cầm lấy số tiền này mua cái gì đó tẩm bổ cho bà nha. Thầy tốt quá, đã chữa bệnh miễn phí cho mẹ tôi mà còn cho tiền để mẹ tôi bồi bổ. Hôm nay tôi xin kết cỏ ngậm vành. Cứu chữa bệnh cho người dân là trách nhiệm của tôi mà, cậu đừng khách sáo quá. Thôi, tôi còn phải đi chữa bệnh cho nhiều người nữa, cậu chăm sóc cho mẹ đi nha. Vâng, cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy Lang Tư đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người. Y thuật của ông đã giúp biết bao nhiêu người khỏi bệnh. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc đến tai nhà vua. Hễ ai trong cung có bệnh gì, nhà vua đều cho vời anh đến. Vì thế, những thái y trong cung cũng đem lòng đố kỵ với anh. Thầy Tư! Thầy Tư, vợ tôi đang nguy kịch lắm, xin hãy đến cứu vợ tôi với. Có chuyện gì? Vợ anh làm sao? Cô ấy bỗng nhiên nôn ra rất nhiều máu, mặt mày xanh lét, một hồi rồi bất tỉnh nhân sự. Xin thầy hãy mau đến cứu cô ấy với. Vậy để tôi lấy đồ nghề rồi đi cùng anh nha. Thầy Lang Tư! Nhà vua có lệnh, thầy Lang Lê Tư lập tức vào cung. Trong cung có chuyện gì sao? Quý phi đột nhiên bị sốt, nhà vua cho vời thầy Lang Tư vào cung khám gấp. Bị sốt sao? Xem ra cũng không có gì nghiêm trọng hết. Phiền ngài về báo với nhà vua, cho mời vị thầy lang khác được không ạ? À? Sao có thể thế được chứ? Mệnh lệnh của nhà vua đã nói rất rõ ràng là đích thân thầy Lê Tư, nhà ngươi phải vào cung. Ngươi không thể trái lệnh được. Nhưng mà tôi đã hẹn đến nhà của vị này để chữa bệnh cho vợ anh ta trước rồi. Hơn nữa, trong cung cũng có rất nhiều thái y mà. Ngươi cũng biết là trong cung nhiều thái y, nhưng nhà vua lại cho vợ ngươi, chứng tỏ ngươi rất coi trọng ngươi. Ngươi nên biết điều một chút. Mà nếu ngươi không đi, ngươi sẽ mắc tội kháng chỉ, là tội chết đấy. Tôi không kháng chỉ, tôi sẽ vào cung. Nhưng hãy đợi tôi đến khám xong cho vợ của người này đã. Vợ anh ta đang rất nguy kịch, còn bệnh của quý phi thì có thể đợi được. Còn người này, nếu như tôi không đến thì cô ta sẽ mất mạng mất. Làm gì có chuyện đó chứ. Lệnh vua là trên hết, người phải lập tức vào cung. Nếu không, người sẽ phải bị tội chết. Mình hãy vào cung đi, là tội chết đấy mình có biết không? Nhưng mà vợ anh ta... Tôi xin anh hãy đi tìm thầy lang khác đi. Chồng tôi phải vào cung, nếu không anh ấy sẽ bị xử tội chết mất. Nhưng tôi biết tìm hay bây giờ. Tôi sợ vợ tôi không thể chờ được. Tôi vẫn phải đi cứu vợ của người này trước. Mình nói cái gì thế? Rượu mày không uống, lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, bắt lấy hắn, áp giải vào cung cho ta. Tôi xin mình mà, anh vào cung ngay đi. Thế nào, người muốn tự nguyện hay để ta phải dùng biện pháp mạnh đây? Tôi biết mình khó tránh khỏi tội chết, chỉ xin ngài hãy cho người báo lại với nhà vua để tôi đến khám cho vợ người này trước. Xong việc tôi sẽ theo ngài vào cung chịu tội. Ngươi! Mình ơi, mình đã bỏ tôi mà đi sao mình? Mình, tôi xin lỗi, nhưng tôi là một thầy lang, tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Lương tâm của tôi không cho phép, mình hãy hiểu cho tôi nha. Ngươi lo cứu mạng người ta mà không lo cứu mạng mình sao? Ý tôi đã quyết, xin ngài hãy cho tôi được toại nguyện. Thưa đức vua, quý phi chỉ bị cảm nhẹ, thần đã kê thuốc cho người uống, chỉ vài thang là khỏi ạ. Tốt lắm. Thưa đức vua, Lê Tư đã được giải vào cung ạ. Mau cho hắn vào. Lâu nay ngươi luôn được nhà vua sủng ái, còn hơn cả thái y như ta. Hôm nay thì ngươi thân bại danh liệt rồi. Ngươi thật to gan, dám cãi lệnh của ta sao? Thưa đức vua, thảo chừng nào dám cãi lệnh người, chỉ là... Còn dám nói là không cãi lệnh. Ta bảo ngươi lập tức vào cung chữa bệnh cho quý phi, mà ngươi lại chữa cho vợ của tên dân đen kia trước. Thế không phải là cãi lệnh thì là gì? Xin đức vua hiểu cho, thảo dân là một thầy lang, nhiệm vụ của thần là đi cứu người. Ai bệnh nặng, ai nguy kịch hơn thì thần sẽ cứu người đó trước. Thảo dân thấy bệnh tình của quý phi chưa đến mức nghiêm trọng đâu, nên mới để sau ạ. Điều dân tỏ gan, người giả mang quý phi ra so sánh với vợ của tên dân đen kia sao? Ngươi là bậc cao quý, đương nhiên tính mạng quan trọng hơn tất cả.
Người nói thế là có ý khinh thường quý phi, khinh thường cả đức vua nữa. Thảo Dân không có ý đó. Thảo Dân có 100 cái đầu cũng không dám coi thường quý phi và đức vua đâu ạ. Chỉ là... Còn chối à? Nếu người coi trọng quý phi thì đã ngay lập tức vào cung khám bệnh cho người, chứ không phải trì hoãn như thế này đâu. Thưa đức vua, tội của hắn đáng chu di tam tộc đấy ạ. Thưa đức vua, thần không dám đâu ạ. Chỉ là thần thấy đã là tính mạng của con người thì ai cũng đáng quý như nhau, không thể phân hạng sang hèn. Người phụ nữ kia đang ở bên bờ vực của cái chết, nên thần mới đi cứu bà ta trước, chứ không hề có ý coi thường quý phi vào nhà vua đâu ạ. Người em đi, đừng có ngụy biện. Dù thế nào thì ngươi cũng đã mắc tội kháng chỉ. Ngươi có thành mình thế nào cũng vô ích. Ngươi đã phạm tội chết rồi. Đúng, Thảo Dân đã phạm tội. Nhưng Thảo Dân không hối hận, vì nếu Thảo Dân không đến kịp, người phụ nữ kia sẽ chết. Thảo Dân xin chịu tội. Chỉ xin đức vua anh minh, đừng xử tội người nhà của Thảo Dân. Ai làm người nấy chịu, một mình Thảo Dân chịu là đủ rồi. Được, phải bao lôi hắn ra xử trảm. Quân đâu, còn không y lệnh, mang tình Lê Tư này ra trảm đi. Người yên tâm, người sẽ không phải chết đâu. Bẩm ý người là... Thưa, sao lại thế ạ? Ta không trách tội ngươi, trái lại còn ban thưởng cho ngươi nữa. Ban thưởng? Người nói sao ạ? Tâu đức vua, sao có thể như thế được ạ? Hắn đã phạm tội mà. Người thật là một lương y chân chính, y thuật cao cường, lại có lòng nhân đức, thương xót nhân dân mà không màng đến sống chết của mình. Nếu giết ngươi thì ta chẳng khác nào một hôn quân gian ác không biết lý lẽ sao? Ngươi cũng nên học đức tính này của Lê Tư đi. Dạ vâng ạ. Ngươi đúng là một vị vua anh minh, tạ ơn ngươi đã không trách tội ạ. Ngươi đâu, ban thưởng cho thầy lang Lê Tư 100 lạng vàng. Tạ ơn đức vua đã ban thưởng, nhưng thần có một tâm nguyện. Thần muốn đổi vàng được ban thưởng này thành gạo trắng để ban cho dân nghèo cứu đói, có được không ạ? Được, được chứ. Ngươi quả là người có tấm lòng cao cả. Đất nước này có những lương y như ngươi thì quả là phúc của muôn dân. Tạ ơn đức vua. Sự tích khăn tang. Ngày xưa, có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được 5 người con gái. Lần lượt 5 cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng. Tôi định làm một chuyến đi thăm các con, nghỉ giờ ít nhất cũng phải nửa năm. Ông ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ tôi về nha. Bà cứ yên tâm đi thăm các con, việc nhà đã có tôi lo liệu. Chắc bà ấy đang vui vẻ bên mấy đứa con, chỉ còn lại cái thân già này. Ừ, bà cớ làm sao bà về nhanh như vậy? Bà bảo đi nửa năm cơ mà. Có gặp điều gì khó khăn dọc đường hay không mà vẻ mặt bà không được vui vậy? Ôi, chẳng có gì hết á. Tôi vẫn bình yên, chúng nó đều mạnh khỏe cả. Nhưng mà... Mà thôi, ông cứ đi một lần cho biết đi. Được rồi, vậy bà chuẩn bị hành lý. 2 ngày nữa tôi sẽ lên đường xem sao. Và thế là phú ông lên đường tới nhà các con. Bu vừa mới đến hôm trước, hôm nay thầy đến đây làm gì nữa? Con ạ, ta chỉ muốn đến xem từ khi các con đi lấy chồng, cuộc sống ra sao thôi. Cha thấy đấy, con vẫn khỏe, béo tốt. Thôi, cha ngồi chơi, con đi có một chút việc. Bao giờ đói, bảo với con để con sai người nấu cơm. Con... Thầy đừng có ăn vội, đợi nhà con vào rồi hãy ăn. Mình ơi, để đó đi, vào ăn cơm cho ông già ăn với. Thì ra bây giờ, nó coi cha nó chẳng ra cái gì. Nếu chồng nó không ăn, thì có lẽ mình cũng phải ngồi nhịn đói. Ta phải đi thôi. Chắc thế nào, những đứa sau cũng phải khác chứ. Chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao? Nhưng trái với mong muốn của phú ông, đứa con gái thứ hai cũng giống hệt chị. Phú ông buồn rầu, tin tưởng vào đứa con thứ ba, thứ tư. Nhưng chúng đều giống nhau. Đứa con thứ năm nghe tin ông đến, còn cáo ốm bệnh truyền nhiễm không ra mặt, khiến ông lấy làm buồn lòng lắm. Thế là mấy đứa con có cũng như không, chẳng hy vọng gì vào chúng nó đỡ đần mình tuổi già nữa rồi. Có khi chúng ta phải đi kiếm một đứa con nuôi nào đó sống tử tế, đặng mai sau nó săn sóc chúng mình lúc mắt lòa chân chậm. Bà nó nghĩ sao?
Thôi thôi ông ạ, à, đừng có đi mà mất công lại nhọc xác. Con đẻ đứt ruột ra mà chúng không đói không hoài thì con nuôi có làm được gì đâu. Trên đời này có kẻ tốt người xấu, đâu phải ai cũng như ai, bà đừng có ngại. Ừ, thôi được rồi, ông cứ đi xem thử đi. Ai mua cha không? Có ai mua cha thì ra mà mua. Mua ta về làm cha, chỉ mất 5 quan tiền thôi. Ha, mua lão ấy về nhà để mà hầu chắc. Và để rồi đây lão ta 100 tuổi qua đời, có được đồng nào? Còn phải lo tống tán nữa sao? Ê, thà nuôi một người đầy tớ còn hơn. Có ai mua cha không này? Tôi nghe thấy có người ra bán cha. Hai vợ chồng mình mồ côi từ thổi bé, chưa bao giờ được hưởng tình cha con. Mà có lẽ ông cụ cũng không còn chỗ nương thân nên mới đi rao bán như thế. Hay mình mời ông về nhà. Ừ, mình nói cũng phải. Ờ, ông định bán bao nhiêu tiền? Năm quan không bớt. Ờ, thú thật với ông, nhà con nghèo quá, muốn mua ông nhưng không sẵn tiền. Vậy ông ngồi chơi, để con bảo nhà con đi vay xem. Chỉ có 2 quan thôi mình. Ừ, thực tình con cũng muốn mua ông về sống cùng tụi con cho vui cửa vui nhà. Nhưng tụi con vay mãi cũng chỉ được có 2 quan, liệu ông có bớt không ạ? Không ngờ hai người này lại có lòng đến vậy. Không được, ta phải thử thách họ thêm. Không được, 5 quan không bớt, hai người mua ta về, sau này sẽ hữu ích lắm đấy. Vậy ông ngồi đây, để con đi kiếm thêm tiền đưa ông. Dạ, 5 quan của ông đây ạ. Ờ, thật 5 quan ư? Thật là các con muốn mua ta ư? Ờ, vậy là ta đã có con rồi. Vâng, từ nhỏ đến giờ chúng con mồ côi cha mẹ, chưa biết được tình thương của cha là như thế nào. Giờ có cha, chúng con vui lắm. Con ta. Cha. Ừ, mà sao? Tại sao đầu tóc của vợ con lại cắt cục đến như vậy? Ta nhớ đợt trước tóc con dài mà. Chẳng giấu gì cha, nhà con quá nghèo, không đủ tiền mua. Mà nếu không mua thì ít có dịp nào tốt hơn. Vì vậy, vợ con phải cắt tóc đi bán mới có đủ số tiền 5 quan đó. Đích thực là những đứa con mà ta cần rồi. Cha có thấy đỡ mệt không ạ? À? Cha ăn đi ạ. À? Mình ơi, thức ăn ở nhà đã hết sạch rồi. Tóc dự trữ em cũng mang ra, hết rồi. Giờ thì biết lấy gì mà ăn đi. Không sao đâu, để tôi lên rừng kiếm ít củi mang ra chợ bán. Mua ít gạo nấu cháo cho cha, còn vợ chồng mình ăn ít rau rừng cho qua bữa cũng được. Đành phải vậy thôi. Con không cần phải đi đâu cả, các con hãy đốt cái nhà này rồi đi theo ta. Cha, cha nói gì vậy? Đốt nó đi, chúng con sẽ sống ở đâu ạ? À? Làm con thì phải vâng theo cha mẹ, chớ có sai lời. Cha đã bảo các con đi theo cha kiếm ăn thì cứ việc đi. Còn cái nhà ọp ẹp này chẳng đáng bao nhiêu, đừng có tiếc nữa. Giờ thì các con hãy đi theo ta. Các con ơi, đã đến nhà ta rồi. Cái gì? Nhà ta đây sao? Bà nó này, đây mới thật là con của chúng ta đấy. Ta vốn là phú hộ vùng này, vốn dĩ ta có 5 đứa con gái, nhưng chúng đi lấy chồng thì đều tỏ ra thờ ơ với cha mẹ. Vậy nên ta mới lên đường đi tìm con nuôi. Và các con chính là những người mà ta cần chăm sóc ta bằng cả tấm lòng, dù các con cũng nghèo khó. Từ giờ các con hãy sống ở đây với ta, ta sẽ không để hai con phải khổ nữa. Năm năm sau, phú ông sau một cơn bạo bệnh không may không qua khỏi. Trời ơi, ông, cha, ông ơi, cha ơi, ông ơi. Có lẽ tôi không ổn rồi. Tôi sẽ để lại gia tài cho đứa con nuôi của mình. Sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho 5 đứa con mình biết tin đi. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cổ tục, cắt tóc đội mũ quấn rơm trên đầu. Nhưng con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc. Vì tôi chưa bao giờ quên được cái việc nó đã hy sinh mái tóc dài của nó để mua cha. Vậy nó chỉ cần đổi khăn tang là đủ. Cha, cha ơi. Xin lỗi ông vì tôi đã không giữ lời hứa. Nhưng dù sao, cũng nên để 5 đứa con gái tiễn ông một đoạn đường ngắn chứ. Cha các con trước khi mất rất giận. Vì vậy, các con hãy đeo những chiếc khăn này che mặt lại, để linh hồn cha các con không nhận ra
nhớ không được khóc lóc ầm ĩ, nghe chưa? Từ đó, người ta bắt chước để tang theo cách gia đình này đã làm. Con trai cắt tóc vành rơm, mũ mấn, dây lưng chuối như cổ tục. Con dâu được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang lại miễn cả che mặt. Còn con gái ngoài khăn tang còn có một mảnh vải che mặt. Và đó chính là sự tích ra đời của chiếc khăn tang. Chuyện chàng đốn củi. Ngày xưa, có một anh chàng nghèo khó, sống một thân một mình làm nghề đốn củi. Mặc dù chịu khó làm ăn, nhưng cuộc sống vẫn mãi khó khăn, hôm no hôm đói thất thường. Chủ quán, cho tôi một cái bánh, đói bụng quá. Còn nợ quán tôi mấy đĩa xôi, lo mà trả đi nha. Được rồi, đợi vài hôm nữa tôi đốn được củi to, bán lấy tiền, sẽ thanh toán hết cho nhà anh. Cứ ghi vào sổ nợ cho tôi. Một hôm như thường ngày, anh lại vào rừng đốn củi. Nhưng lần này, may thay, anh tìm được một cây đại thụ. Đường mừng rỡ định đốn mang về, thì... Ở xin ngài làm ơn đi chặt cây khác, tha cho chúng tôi ở đây được yên ổn. Tao hết hơi hết sức mới tìm được cây gỗ này, chặt về lấy tiền nuôi thân. Mà mày lại bảo tao đi đâu? Hãy cút ngay cho tao làm việc. Cây này với chúng tôi như bóng với hình, không thể nào rời được. Ngài hãy thương cho. Chúng tôi sẽ xin biếu ngài một vật. Vật gì? Ngài đợi đây một lát, tôi mang ra ngay. Ngài chỉ cần gõ vào mâm 3 tiếng là có ăn ngay. Muốn thức ngon vật lạ bao nhiêu cũng có. Thế ư? Để ta thử xem. Ta muốn có cơm ngon. Được rồi, ta về đây. Các ngươi cứ yên tâm mà sống yên ổn ở gốc cây đó đi. Ông chủ, nay tôi có chiếc mâm thần kỳ, muốn món gì cũng có. Hay ông để tôi trả nợ tiền những hôm trước còn chịu bằng thức ăn ngon nha. Thôi đừng có tào lao, làm gì có cái mâm nào như vậy. Ông không tin thì nhìn đây. Wow, giờ thì ông và mọi người đã tin chưa? Mời, mời, xin mời mọi người thưởng thức nào. Ồ, lạ thật, đúng là thần kỳ. Cây mầm đó quả là màu nhiệm. Nó mà thuộc về tay mình thì hay biết mấy. Chả cần nấu nướng gì, vẫn có cơm ngon bán cho khách. Tha hồ mà thu tiền. Hay à, nhân lúc này mình trao đổi cái mầm khác giống hệt như thế cho hắn. Chết rồi, mình uống có mấy chén, thành ra sai quá. Chàng đốn củi thức dậy, không hề hay biết là mâm đã bị đánh tráo, nên hí hửng mang về. Mình nên cho mọi người trong làng biết số phận của mình từ nay đã khác trước. Nhân thể đãi làng sớm chén một bữa ra trò mới được. Có chuyện gì thế nhỉ? Chuyện gì mà trống đình ầm ĩ thế chứ? Thưa bà con, chả là cháu nay cũng khấm khá hơn chút, nên định bày bữa rượu thịt, mời các quý cụ và đồng dân thượng hạ ngồi vào giữa cuộc ạ. Hỡi chiếc mâm màu nhiệm, hãy cho ta một bữa cơm rượu thịt thật thịnh soạn để ta thiết đãi chân làng. Thằng này nó bị làm sao thế nhỉ? Lại đi lừa bà con chồng sớm à? Cái thằng đốn củi kia, đừng đánh cho nó một trận nên thân đi. Đừng cái thói khoác lác đi. Xin ngài bình tĩnh. Đồ lừa đảo, dám lừa ta đây. Xin ngài bình tĩnh. Tôi sẽ tặng ngài một con vịt đẻ ra trứng vàng, đảm bảo ngài sẽ hài lòng. Là như thế nào? Ngài cứ vỗ vào lưng vịt, nó sẽ đẻ ra trứng vàng cho ngài. Lần này tôi có con vịt vô cùng quý báu, trong bụng nó là cả một kho vàng đấy ông bà ạ. Ông bà nhìn đây, tôi sẽ làm cho bà xem. Đấy, tôi biểu ông bà một chút gọi là. Ôi cảm ơn anh. Vậy hôm nay tôi sẽ mở tiệc khoản đãi anh để đáp lại ân tình của anh. Con vịt kia sẽ là của ta. Chuốc cho anh đốn củi cơm no, rượu say, lão chủ quán lại đánh tráo con vịt của anh. Khi tỉnh dậy, anh đốn củi không hề ngờ vực gì, ôm vịt vui vẻ về làng.
Lần trước ta mang tiếng oan là đánh lừa mọi người. Lần này ta phải biếu bà con một ít vàng để bà con thấy ta thật bụng mới được. Lần này tôi có con vịt có phép đẻ ra vàng. Vậy mời làng ta ra đây để nhận một ít của báo, coi như tôi tạ lỗi bữa tiệc hôm trước ạ. Thằng ếch này lại đang định xỏ xiên cả làng đấy phỏng. Ta đánh cho nó một trận đau đi. Tại sao lại lừa tao hết lần này đến lần khác chứ? Tôi thiệt tình không có lừa ngài. Mày còn già mò mà. Mày dám lừa ông, làm ông mang máng với mọi người. Mâm và vịt của mày chỉ là những thứ vứt đi. Ồ, ngài nhớ lại đi. Những món đồ của tôi trước khi đưa cho ngài, ngài đều đã kiểm nghiệm cả rồi. Ngài thử xem trên đường về, ngài có để chúng ở đâu, bị ai lừa tráo mất không? Tôi biếu ngài cái ống này. Trên đường về, có thể ngài sẽ tìm và lấy lại những thứ đã mất. Chỉ cần chỉ cái ống này lên trên không 3 lần, ai lại gần nó sẽ bị chống ngược lên trời. Cho đến khi nào gõ xuống đất 3 lần thì mọi sự trở lại như cũ. Được, lần này ta sẽ thử xem ai dám đánh tráo cái mâm đồng và con vịt quý của ta. Các ông các bà có muốn chơi trò chơi không? Tôi có cái ống phép màu này giúp chơi trò rất hay. Anh ta lại có món đồ gì hay ho, chắc cũng có phép thần kỳ gì đây. Mình phải thử xem thế nào. Ôi trời ơi. Đúng rồi, cả 2 lần qua quán lão về làng, các món đồ của mình đều biến mất không còn phép màu. Chắc chắn là lão đã tráo đồ của mình, phải thử lão mới được. Chết rồi, không lẽ nó biết mình là thủ phạm lấy đồ của nó mà mang cái ống phép thuật này để phạt mình. Chiếc ống này là ống thần có phép màu, nó sẽ làm người khác bị chống ngược lên trời. Chỉ khi nói thật mọi điều thì mới được thả ra. Xin tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ trả lại anh chiếc mâm đồng và con vịt quý. Xin hãy cho tôi xuống. Thì ra là lão đã lừa ta. Lão phải trả cho ta, nếu không trả, ta sẽ cho lão ở thế chống ngược này suốt đời đấy. Tôi hứa, xin hãy tha cho tôi. Mình ơi, mau đem cái mâm đồng và con vịt ra trả cho anh ta đi. Sau khi lấy lại được những món bảo bối, anh đống củi đã thiết đãi dân làng một bữa no nê và ban tặng cho mọi người trong làng một ít của cải. Từ đó, anh đi khắp thiên hạ giúp đỡ những người nghèo khổ và trị tội bọn tham lam độc ác. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!